Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Win Win Media. Ở bài học trước thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về các cái thuật ngữ trong sale. Hôm nay thì tôi dành khoảng 5 phút, 10 phút để nói về cái quy trình chúng ta làm sale như thế nào. Đối với cái quy trình này thì các bạn phải nên nắm rất là chắc để chúng ta làm. Khi các bạn làm đúng những cái quy trình như này thì các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ và chúng ta sale nó không bị sai. Rồi. Chúng ta trở lại cái bài học. Rồi, để thực hiện một cái chiến dịch sale thì đầu tiên, cái việc đầu tiên các bạn cần làm đó là chúng ta phải nghiên cứu và lựa chọn cái từ khóa. Chúng thấy là bất kỳ các bạn làm một cái mục đích gì, thực hiện một công việc gì thì chúng ta đều phải phải có một cái mục đích rõ ràng. Đấy. Thì chúng ta cũng phải xác định được rằng là ở website chúng ta, sản phẩm chúng ta là cái gì là chính, sản phẩm gì là phụ, dịch vụ gì là chính, dịch vụ gì là phụ. Đấy. Từ đó chúng ta sẽ đi đến một cái hướng đó là cái cách chọn cái từ khóa sao cho nó chính xác. Đấy. Đối với các công cụ chọn từ khóa thì chúng ta sẽ làm ở video sau, tôi sẽ làm ở video sau. Nhưng mà ở cái video này tôi muốn các bạn rằng là trước khi làm bất kỳ công việc gì, các bạn hãy đặt ra mục tiêu cho mình. Các bạn làm sale thì các bạn hãy đặt ra cho mình đó là tôi phải sale được những cái từ khóa nào lên top trong thời gian là bao lâu. Đấy. Thì để làm được công việc đó là các bạn lựa chọn từ khóa thì các bạn hãy đặt ra câu hỏi đó là what, where và who. Đấy, thì các bạn sẽ phải lựa chọn nó những từ từ khóa liên quan đến cái sản phẩm và dịch vụ của bạn. Thì đó là cái các bạn cần phải lưu ý khi các bạn lựa chọn. Cái công việc thứ hai trong một chiến dịch sale, cái này cực kỳ quan trọng và hiện tại Google đang đánh giá rất cao về cái on page của website. Đó là chúng ta phải đi tối ưu trong cái trang on page chúng ta. Đấy, chúng tôi sẽ dành riêng ra một cái video để nói về tối ưu on page, chúng ta cần tối ưu những cái gì thì ở đây thì tôi sẽ có dành một video sau. Đấy. Đấy. Và công việc thứ hai chúng ta phải làm đó là tối ưu on page. Công việc thứ ba mà chúng ta cần phải làm đó là tối ưu ngoài trang, là tối ưu off page, là chúng ta phải đi tối ưu những cái ở bên ngoài về website chúng ta. Tối ưu off-page. Dạ. Tôi nhắc lại, đối video của tôi sự làm rất là ngắn thôi. Tôi muốn đây tôi luôn luôn nhấn mạnh với các học viên của tôi rằng là gì ạ? Trước khi làm công việc gì thì chúng ta phải làm có một cái quy trình nhất định. Ở đây tôi đưa ra các bạn ba cái bước để thực hiện một chiến dịch sale. Tôi nhắc lại đó là đầu tiên phải nghiên cứu và lựa chọn từ khóa chính xác. Thứ hai là tối ưu trang on-page. Thứ ba là tối ưu off page, như là ở những trang ngoài. Video này tôi sẽ dừng ở đây, tôi chỉ nhấn mạnh các bạn sử dụng đúng ba bước này để thực hiện trong một chiến dịch sale. Xin hẹn và gặp lại các bạn ở video tiếp theo.